Điều cần biết trước khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4. Đối với liều thứ tư, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm cho những người bị suy giảm miễn dịch. Những người có tuổi thọ, họ vẫn phải là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine. Trong tọa đàm tại sao phải tiêm mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19 trong bối cảnh hiện nay do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức, chia sẻ thông tin về việc triển khai tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 tại các quốc gia trên thế giới hiện nay. Các đối tượng tiêm các mũi nhắc lại như thế nào? Các chuyên gia của tổ chức WHO có lời khuyên gì tới người dân trong hoàn cảnh các biến chủng mới lây lan nhanh hơn và có nguy hiểm hơn không? Quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết trước khi giải thích về quá trình tiêm vaccine, tôi muốn quay lại biến chủng BA4, BA5 có nặng hơn so với biến chủng khác hay không. Chúng cần phải có bằng chứng, cần phải thận trọng. Có những nhóm có thể dễ bị tổn thương với COVID-19 hoặc có thể mắc COVID-19 nặng hơn so với những nhóm khác. Ở đây tiêm vaccine để giúp bảo vệ cho từng cá thể khỏi mắc bệnh hoặc khỏi bị bệnh nặng, nó phòng lây truyền bệnh cùng các biện pháp xã hội khác. Các anh chị thấy rằng là trong hoàn cảnh của toàn thế giới hiện nay và nguồn cung vaccine rất hạn chế nên chúng ta cần ưu tiên vaccine cho các đối tượng dễ bị tổn thương, ví dụ như là những người suy giảm miễn dịch. Ở đây chúng ta thấy rằng là đáp ứng vaccine ở các đối tượng không như nhau, ví dụ như người suy giảm miễn dịch thì đáp ứng không như những người bình thường. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo những đối tượng như vậy phải được nhận mũi tiêm thứ 3, thứ 4, bởi khả năng của họ để tạo ra miễn dịch chống lại bệnh không như những nhóm khác. Đấy là nguyên tắc chung trong tiêm vaccine. Hiện tại mức độ sẵn có vaccine được cải thiện, đặc biệt là đối với Việt Nam, có áp dụng thêm các cách rất hiệu quả để tiêm mũi 3, mũi nhắc lại cho mọi người. Chúng ta cũng có nghiên cứu tại sao phải tiêm mũi 4 nhắc lại sau 4 đến 6 tháng. Như thế này, bởi chúng ta phải tiếp tục bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Có một số lý do mà chúng ta đã nói, tức là khi còn những chủng virus lưu hành thì người ta sẽ có thể mắc bệnh và biến chủng mới có khả năng xuất hiện. Cần phải chuẩn bị là có những biến chủng mới sẽ xuất hiện, sẽ đến với chúng ta nên phải tiêm phòng vaccine để dự phòng. Nguyên tắc chung mà chúng ta có thể áp dụng tiêm vaccine đối với Việt Nam là tính sẵn có vaccine đối với Việt Nam. Ở đây chúng ta cũng cần tiếp cận đối tượng có tuổi, chẳng hạn như là những nhóm nhỏ, nhưng là những người dễ bị tổn thương. Cần tiếp cận tất cả những nhóm chưa được tiêm vaccine với liều cơ bản. Cần phải tiếp tục làm việc với chính phủ cũng như là ngành y tế để làm sao đưa vaccine đến được những khu vực nguy cơ cao. Những người ở khu vực này phải được tiêm vaccine để bảo vệ từng người, bảo vệ từng hộ gia đình và bảo vệ cả cộng đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.